trong mấy ngày qua, liên tiếp nhiều phụ huynh đã nhận được các cuộc điện thoại báo tin con bị chấn thương sọ não, đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó họ đã bị yêu cầu chuyển hàng chục triệu đồng vào số tài khoản lạ để đóng viện phí. Đến nơi họ mới biết đã bị lừa. Chiều ngày 3 tháng 3, ban hướng dẫn cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh của trường quốc tế Việt Úc đến tìm con. Họ cho biết nhận được cuộc gọi của người tự xưng là thầy giáo tại trường, báo rằng con của họ bị chấn thương sọ não. Người này đã yêu cầu các phụ huynh chuyển khoản vì chuẩn bị mổ gấp. Hai phụ huynh đã chuyển hàng chục triệu đồng vào tài khoản lạ, người còn lại chưa chuyển khoản. Sau khi tiếp nhận vụ việc, bảo vệ bệnh viện đã lập biên bản ghi nhận và hướng dẫn cả hai trường hợp trình báo công an. Ở bệnh viện Chợ Rẫy nó đã có một cái quy trình, đó là những bệnh nhân vào bệnh viện có thân nhân, không có thân nhân đều được đối xử như nhau trong cái việc cấp cứu. Những cái trường hợp cần phải mổ cấp cứu, cần phải chụp CT MRI khẩn, bác sĩ trưởng tua, bác sĩ trưởng khoa sẽ cho phép làm. Và cái việc tôn trọng giờ vàng để cứu chữa bệnh nhân là tôn chỉ cao nhất, không phải đợi thân nhân có đến, không phải đợi thân nhân có tiền thì chúng tôi mới thực hiện. Đó là cái quy định, quy trình mà đã nhiều năm nay bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện. Cô bác hãy yên tâm, chậm lại một chút, phụ huynh hãy yên tâm, gọi điện thoại với giáo viên, với bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi sẽ trả lời có hay không, mà chúng ta không để bọn xấu mạo danh, không để bọn xấu lừa mình để chuyển tiền vào những cái tài khoản mà họ đã cố tình đặt ra trong cái sự bối rối của phụ huynh. Ngoài ra, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo bà con có thể đến bàn hướng dẫn và giúp đỡ người bệnh tại khu vực cấp cứu để tra cứu thông tin, xem là người nhà mình hiện có đang được cấp cứu tại bệnh viện hay không. Bên cạnh đó, mọi người có thể liên hệ đến số điện thoại 028 3855 2486 của phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy để xác nhận thông tin.